Với mỗi một phim điện ảnh như chúng ta, hình ảnh người phụ nữ Hy Lạp với ngọn đuốc dương cao dường như đã không còn gì là xa lạ. Được sáng lập vào năm 1918, hiện nay Columbia Pictures ngày càng khẳng định vị thế của mình trong làng điện ảnh. Chào mừng đã quay trở lại với Tentacles và sau đây sẽ là bảng xếp hạng top 10 bộ phim hay nhất đến từ Columbia Pictures. Vị trí thứ 10, Click, cú click huyền thoại, ra mắt năm 2006. Nhắc tới Adam Sandler, người ta sẽ nhớ ngay đến những bộ phim hài nổi tiếng như Grown Ups hay Happy Gilmore. Bên cạnh những nốt nhạc vui nhộn tếu táo như thế, Click xuất hiện khiến cho cả bản sự nghiệp của Adam thêm phần trầm lắng, suy tư hơn. Vẫn là thể loại phim hài dành cho mọi lứa tuổi, nhưng Click đem đến cho ta nhiều hơn là những trận cười sảng khoái. Bộ phim kể về Michael Newman, một kiến trúc sư quá say mê công việc mà quên mất đi gia đình của mình. Chỉ khi sở hữu chiếc remote thần kỳ có thể điều khiển cuộc đời của mình như một cuốn băng, thì anh ta mới nhận ra được những giá trị đích thực mà anh ta bỏ lỡ. Và khi mọi thứ đã được tua nhanh qua, tức là đã không còn đường vãn hồi, đến cuối câu chuyện, mọi tình tiết, mọi lời thoại đều được trau chuốt rất kỹ càng và đong đầy cảm xúc, dễ dàng lấy đi nước mắt của không ít khán giả. Dù đây không phải là bộ phim đạt được nhiều giải thưởng nhất, nhưng nó chắc chắn là một bộ phim đáng xem. Vị trí thứ 9, 22nd Jump Street, Cớm học đường 2, ra mắt năm 2014. Sáng tạo, dí dỏm và thời thượng, cặp bài trùm Smith và Django lại một lần nữa oanh tạc mọi khán phòng. Tiếp nối thành công của 21st Jump Street, 22nd Jump Street tỏ ra không hề kém cạnh kể cả khi mức độ kỳ vọng đã được đẩy lên rất cao. Trong phần 2 này, Smith và Django lại được giao nhiệm vụ phá án dưới lớp vỏ sinh viên. Và ở đại học, mọi thứ khác rất nhiều so với thời cấp 3. Vì vậy, bạn sẽ không phải lo lắng rằng các tình tiết sẽ lặp lại y nguyên những gì xảy ra ở phần trước. Không hề, bộ phim mới lạ hài hước theo cách riêng của nó. Sự ăn ý của Jonah Hill và Channing Tatum vẫn hết sức tuyệt vời. Thật khó có thể tưởng tượng ra một cặp nam diễn viên nào phù hợp để đóng cặp với nhau hơn thế. Và chắc chắn bạn không nên bỏ lỡ phần credit của bộ phim đâu. Bạn sẽ phí mất cả bộ phim đó. Vị trí thứ 8, Jumanji, trò chơi bí ẩn, ra mắt năm 1995. Lại là một quyết định khôn ngoan khác của Columbia Pictures khi gửi niềm tin của mình vào dự án phim phiêu lưu kỳ thú số 1 này. Jumanji là một bộ phim quá độ quen thuộc với những ai thuộc thế hệ 8X hoặc đầu 9X. Dựa trên nội dung của cuốn tiểu thuyết dành cho thiếu nhi cùng tên của Chris Van Allsburg, bộ phim đã đem tới cho chúng ta một cuộc phiêu lưu mà đứa trẻ nào cũng hằng mơ ước. Trò chơi bí ẩn có lẽ không phải là một bộ phim có cảnh quay đẹp nhất, hay thông minh nhất, đáng sợ nhất, hài hước nhất, cảm động nhất. Nhưng nó lại hội tụ trong mình mỗi thứ một chút, biến nó thành một cuộc hành trình dài hơn 100 phút vô cùng thú vị với bất cứ ai. Dù đã được sản xuất cách đây hơn 10 năm, nhưng chắc chắn Jumanji sẽ luôn là bộ phim được nhắc đến nhiều trong tương lai. Vị trí thứ 7, The Social Network, mạng xã hội, ra mắt năm 2010. Các bạn có biết cứ mỗi giây lại có thêm 8 người tham gia vào mạng xã hội Facebook? Tính đến nay, Facebook đã có hơn 1,4 tỷ tài khoản được sử dụng thường xuyên. Những con số trên đủ để cho ta thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Facebook tới đời sống của con người. Vì thế nên điện ảnh càng không thể nào bỏ qua một chủ đề nóng như thế này được. The Social Network ra đời kể về những bước chập chững đầu tiên của Facebook trên con đường phát triển. Thoạt đầu, nhiều người đã bật cười khi nghe đến ý tưởng cho một bộ phim về Facebook, nhưng sau đó giới mộ điệu đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi mạng xã hội. Không phải là một bộ phim tài liệu nhàm chán về một trang mạng xã hội nổi tiếng nhất thế kỷ. Nó là câu chuyện về cả một thế hệ, về những người trẻ trong những mối quan hệ họ không thể kiểm soát. Bạn không thể có 500 triệu người bạn mà không có vài kẻ thù. Chính slogan của bộ phim đã thể hiện rất rõ điều đó. Mr. Zuckerberg, do I have your full attention? Bộ phim còn được ca ngợi bởi diễn xuất linh hoạt của Jesse Eisenberg cũng như đạo diễn tài hoa David Fincher. Ba giải Oscar mà bộ phim giành được liệu có đủ thuyết phục bạn? This is our time.
Vị trí thứ 6, American Hustle, săn tiền kiểu Mỹ, ra mắt năm 2013. Với một dàn diễn viên quy tụ toàn những tên tuổi máu mặn trong ngành điện ảnh, American Hustle được kỳ vọng rất cao rằng sẽ trở thành một siêu phẩm. Quả đúng như vậy, David O. Russell cùng những nam tài nữ mạo của mình đã không làm cả thế giới thất vọng. Christian Bale và Amy Adams trong vai hai kẻ lừa đảo chuyên nghiệp bị nhân viên FBI thủ vai bởi Bradley Cooper buộc phải điều tra về những vụ tham nhũng của chính khách. Ngay sau khi vừa được công chiếu, bộ phim đã nhận được nhiều lời khen có cánh về kịch bản và diễn xuất của bộ phim. Với chi phí sản xuất khiêm tốn chỉ chưa đầy 40 triệu đô la, bộ phim đã thành công khi thu về gần 300 triệu đô la doanh thu phòng vé. Bên cạnh đó, Viện Hàn Lâm Điện ảnh Mỹ còn đề cử American Hustle cho 10 hạng mục quan trọng nhất. Tuy không mang được tượng vàng nào về nhà, nhưng bộ phim vẫn ghi dấu là phim được đề cử nhiều nhất trong Oscar năm đó. Vị trí thứ 5, Spider-Man, Người Nhện, ra mắt năm 2002. Trên thế giới này có ai mà không biết tới Spider-Man cơ chứ? Columbia Pictures đã lại bước một bước vô cùng đúng đắn khi hợp tác với Marvel để sản xuất ra siêu phẩm điện ảnh này. Chắc là ai ở đây cũng biết về nội dung của bộ phim rồi, nhưng hãy cùng mình điểm qua vài nét nổi bật nhất của bộ phim này nhé. Dù đã có khá nhiều sequel và phiên bản làm lại, nhưng tập phim đầu tiên của Spider-Man vẫn là tác phẩm ấn tượng nhất. Tobey Maguire đã cho thế giới những định hình đầu tiên về người nhện. Anh đã diễn tả rất đúng tinh thần mà nguyên tác muốn chuyển tải trong Peter Parker. Spider-Man ngay sau khi ra rạp quả thật đã đem đến một cơn bão khủng khiếp cho mọi rạp chiếu phim. Đây là bộ phim chúng ta không chỉ muốn xem một lần mà chắc chắn sẽ có thêm những lần thứ hai, thứ ba nữa. Không tin ư? Hãy để con số gần 900 triệu đô lợi nhuận thuyết phục bạn. Phim nhanh chóng trở thành một trong 50 bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại, một tác phẩm gối đầu giường cho không ít khán giả trên thế giới. Vị trí thứ tư, 2012, Ngày Tận Thế, ra mắt năm 2009. Đã có một thời gian cả thế giới náo loạn với thông tin 2012 sẽ là năm tận thế của trái đất, bởi vì đó là năm mà lịch của người Maya kết thúc. Và tại sao người Maya lại không làm tiếp lịch ư? Điều đó chả ai có thể giải thích nổi. Bắt được làn sóng dư luận dữ dội ấy, 2012 ra mắt thu hút được không ít, nếu không muốn nói là rất nhiều khán giả tới rạp chiếu phim. Nội dung của phim thật ra khá đơn giản, điểm sáng của toàn bộ phim chính là những hiệu ứng vô cùng chân thực mà nó đem lại cho khán giả. Diễn xuất trong bộ phim thì đúng là khỏi phải bàn. Ai có thể nghi ngờ tài năng của John Cusack, Chiwetel Ejiofor hay Amanda Pitt cơ chứ? Ngoài ra, thành công của 2012 cũng được tăng thêm vài phần nhờ những chiến dịch quảng bá rầm rộ trước thềm công chiếu. Thậm chí, nếu đi xem phim tại một rạp phim ở Mỹ, bạn sẽ có cơ hội nhận được tấm vé cho phép bạn lên chiếc tàu của chính phủ để đảm bảo mạng sống của bản thân khi tai họa ập tới. Khá là thú vị đấy chứ. Vị trí thứ 3, The Silence of the Lambs, Sự Im Lặng Của Bầy Cừu, ra mắt năm 1991. Lại một lần nữa, chúng ta phải cảm ơn Columbia Pictures khi đem tới cho thế giới một siêu phẩm kinh điển của mọi thời đại. Dựa trên cuốn tiểu thuyết ăn khách của nhà văn Thomas Harris, The Silence of the Lambs xoay quanh câu chuyện về Hannibal Lecter, một nhà tâm lý học đồng thời cũng là kẻ giết người hàng loạt có sở thích kỳ dị là ăn thịt người. Mọi yếu tố cấu thành nên bộ phim đều được chau chuốt tới độ hoàn hảo. Diễn xuất của Anthony Hopkins cũng giành được những lời khen có cánh. Đây được đánh giá là vai diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp diễn xuất của ông. Sự Im Lặng Của Bầy Cừu là một trong số hiếm những bộ phim kinh dị giành được cùng lúc 5 hạng mục quan trọng nhất ở lễ trao giải Oscar, là phim truyện hay nhất, nam diễn viên xuất sắc nhất, nữ diễn viên xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và phim chuyển thể xuất sắc nhất. The Silence of the Lambs được coi là có ảnh hưởng sâu sắc tới văn hóa, lịch sử và nghệ thuật của toàn thế giới. Vị trí thứ 2, Casino Royale, Sòng Bạc Hoàng Gia, ra mắt năm 2006. Xin lỗi đã để các bạn phải chờ lâu, nhưng Casino Royale không thể nào xếp ở những vị trí thấp hơn được. James Bond đã trở thành một cái tên kinh điển của thể loại phim gián điệp. Tuy vậy, nhưng có thể khẳng định, chỉ đến khi Daniel Craig nhận vai diễn này, thương hiệu của James Bond mới được đưa lên tầm cao mới. Và Casino Royale chính là dấu mốc quan trọng này. Trong bộ phim, James được giao nhiệm vụ phải tóm được trùm tàng trữ vũ khí trong một ván bài tại sòng bài Royale.
Thế nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở đấy, phiên bản này đã tái thiết lập lại toàn bộ những bộ phim về 007 trước đó, cho phép phim đem tới những hình ảnh thiếu kinh nghiệm và dễ bị tổn thương hơn của chàng điệp viên 007, từ đó tạo nên nhiều tình tiết thú vị cũng như chiều sâu cho câu chuyện. Sòng bạc Royale đã thu về gần 600 triệu đô la Mỹ, đánh bại tất cả những người anh trước đó trong series 007 và trở thành một bộ phim kinh điển của văn hóa Mỹ. Trước khi tiến tới vị trí thứ nhất, chúng ta hãy cùng điểm qua một vài bộ phim cũng vô cùng xuất sắc của Columbia Pictures nhưng không góp mặt trong bảng xếp hạng lần này nhé. Man in Black, Grown Up. Vị trí thứ nhất, The Terminator 2, Judgment Day, Kẻ Hủy Diệt 2, Ngày Phán Xét, ra mắt năm 1991. Thật sự rất xin lỗi vì phải lặp đi lặp lại cái tên này ở quá nhiều vị trí thứ nhất. Nhưng với những ai đam mê và yêu thích phim ảnh thì đây quả thực là một cây đại thụ to lớn không ai chặt đổ được. Tiếp nối thành công của phần 1, The Terminator 2 thừa thắng xông lên tạo nên một hiện tượng trên toàn thế giới. Quả thật sẽ không ngoa khi nói rằng James Cameron là ông trùm của phim bom tấn. Tất cả những gì qua tay ông đều trở thành những bộ phim xuất sắc nhất lịch sử. The Terminator 2 là một bước nhảy ngoạn mục trong hiệu ứng phim ảnh. Đây là bộ phim đầu tiên sử dụng chuyển động của con người cho một nhân vật thiết kế bằng đồ họa máy tính. Và cũng là phim đầu tiên có nhân vật chính là nhân vật đồ họa ảo. Columbia Pictures đã quá đúng đắn khi bảo hộ cho phim. Hãng không chỉ có được miếng mà còn có cả tiếng nữa. Bộ phim đã giành về 4 giải thưởng Oscar, làm giàu thêm cho bộ sưu tập giải thưởng của James Cameron. Nếu bạn chưa xem The Terminator 2, Judgment Day, hãy ngay lập tức bỏ nó vào danh sách phim nhất định phải xem rồi nào. Chắc chắn bạn sẽ không phải hối hận. Trên đây là top 10 bộ phim hay nhất của Columbia Pictures mà Ten Tickers muốn đề xuất cho bạn. Nếu bạn đồng ý với bảng xếp hạng trên, hãy like, share clip này và subscribe Ten Tickers Movie để đón xem những video tương tự. Xin chào và hẹn gặp lại! Và sau đây là một số bảng xếp hạng chúng mình đã thực hiện. No matter what happens, we'll all stay together.